Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bạn. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. À, mời bạn Nam giới thiệu. Chào chị Quyền Linh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn bên ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty trả sót và dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nhỏ. Thứ nhất là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua, ngó nhỏ bạn thân cái bên. Rồi hết phim. Thì mấy mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo, dắt ai giờ? Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn Nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn Nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty. Chỉ thích quen người ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều. Không có tiếp xúc nhiều người nhưng giờ vẫn còn lập thành. Chưa có mối tình nào? Không có, dạ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học, vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ lâu tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng năm sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có à chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập. Không ốm, cao ráo. Mét mấy? Dạ mét 7. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ mét 7 trở lên? Dạ tại em khoảng mét 6, mét 59. Mang đôi dài 7 phân thì khoảng mét 66. Một anh trên mét 7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ trời. Tính sao mà xa dữ vậy biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới mét 50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chưa em? Ngoài thị trường có dài độn hai tóc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn thôi, nó hiện lên rồi hai sao? Hai lặn gặp trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu mà không có mụn. Con trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Dạ, tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy thì sao giờ? Không có râu. Có. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ chờ vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi, bởi vậy em yêu cầu bạn Nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Là. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Chịu nữa quá. Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi
hoặc là đem cái chuyện winter của mình lên xã hội để kể cho tao nghe. Dạ. Không có động vậy đâu. Có là nhiều người giờ đem dạ. riêng tư mình đem Facebook. Dạ, em Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? À. Ủa sao em nói chuyện bắp 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 vậy, mình bị cao lắm. Nói một câu dài xíu coi. Lúc hả? Em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn, người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Ôi chị khó, chị hỏi em khó à. Khó quá, đàn gái rồi khó quá. Khó quá. Tôi có gì tôi giấu chút lại giờ tôi nói có 5 chưa ngày có dạng, gì trơn á. Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó, tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó. Còn bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành. Dạ. Thằng nào? Thằng bạn Thành dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó tại... đi với hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tính đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm, thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á, thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Yeah. Con nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác yeah. của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Yeah. Yeah, mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay, thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe lời mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nên tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đó với một cô dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà, cơm nước cũng... có làm, nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì... bố mẹ cũng dễ tính, lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Và là... cài hàng. Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á, thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được, nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Thấy được rồi, nhìn chung ổn là được rồi. Thôi nhá, ổn là thấy được rồi đó. Nào, để tay bấm đi bạn trai. Động. Bây giờ trước khi bấm
thì gì vậy, kiếm gì đâu đấy vậy, nút sửa ghế hả? Nút đây là nút đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó, nói gì một câu với mẹ. Chào bác, nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con, chấp nhận như mình. Rồi, suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó, chứ giờ kêu đi. Chưa. Kêu rồi, bấm rồi. Nè, bạn cái đó là sao vậy? Bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử rồi. Em xin mẹ, xin bác cho con được nắm tay mà. Mai mốt mà có một bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Lỡ không có đó sao? Xin trước, xin trước, bây giờ xin trước đi rồi nữa không, không sao. Bác cho con xin trước nha. Có mốt có gì bác? Có dịp không? Dịp. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là chiếc ghế xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái. Anh khổ quá Bảo. Bảo coi nhắm cho anh vài chục chai thôi. Ngoài cái suối được không Linh? Được. Ngoài cái nhược điểm đó ra còn gì nữa không Bảo? Tật hơi xấu, ngủ hay đánh người á. Đánh ai? Chưa gì chơi. Nói chung là ai ngủ chung với em là em thấy ma là em quýnh à. Thôi đó coi. Bị mớ á. Bà gái đây sợ rồi kìa. Thường bị nhát rồi cái đó. Không có sợ mày đâu nghe. Mày nhát tao hoặc là đấm mày à. Thiệt, đấm liền. Mà giờ hết rồi. Rồi, còn bạn gái. Ưu điểm em thì em cũng biết nấu ăn, áo ăn cũng ngon, cũng biết hát với vui vẻ, dễ tính. Còn nhược điểm thì biết nấu ăn nhưng mà không có thích xuống bếp, không thích làm phụ nữ nội trợ. Tính xấu em là em không biết uống rượu bia, em uống 3 ly là em quậy tới bến luôn. Quậy là quậy sao, quậy cỡ nào, là quậy nhất là quậy em đu quýnh cửa chứ, cửa chính em đu tới đu lui luôn á. Hả? Ghê lắm. Đu cửa hả? À, anh này là ảnh là 40 tuổi, em là 28 tuổi, quen lớn hơn nhiều vậy, em có thích hay là không thích, có ngại gì không? Nói chung em thì không có quan trọng vấn đề tuổi tác, tại vì nếu người lớn tuổi thì họ sẽ chín chắn hơn trong việc nữa. Em cần là một người mẫu như là kiểu như là phải chững chạc, có công việc ổn định, biết lo cho tương lai, sau này con cái chút chắc chút chích nữa. Ừ. Rồi tình trường em sao? Em có một mối tình 7 năm về trước. 7 năm nay không có quen ai hết? Dạ. Lý do? Tại vì cũng có người thích em, nhưng mà tại vì cái tính em đó là em biết cái người đó là không có hợp với em, là em lạnh lùng như người ta, em tỏ ra lạnh lùng luôn. Ok, quan điểm rất rõ ràng. Bảo muốn tìm một người bạn vợ như thế nào? Em muốn tìm một người biết chăm sóc lo gia đình, không có hung dữ là một. Đừng hung dữ gì, chỉ Cát Tường là được rồi. Chỉ Cát Tường xinh đẹp, có hai đồng tiền dễ thương. Mà dữ lắm á. Thì biết dữ mà, nhưng có vẻ đẹp bên ngoài, sao giống giống được chỉ Cát Tường cũng ok. À, có nghĩa là đẹp thì được quyền giữ. Đừng có tật xấu, quýnh bài, đồ nãy kia, rồi số đề, rồi ăn nhậu nhẹt, lèn nhèn, ở dơ. Nếu cao, em thích từ 1m65 cho nên. Rồi. Dòng dãi người chút. Cha cao thì mẹ cao thì đẻ ra con ra cũng cao theo. Mua ốc làm người mẫu hay làm diễn viên như chị Cát Tường cũng được. Trời ơi, tôi đâu có cao đâu, không cần cao mới làm người mẫu. Rồi rồi, ngoài cái chiều cao bỏ đi, khó quá bỏ đi, còn cái nào khác nữa không? Thì ăn mặc cho nó sạch sẽ gọn gàng. Đừng ra đi ra ngoài mà đám tiệc hay đi đâu đó thấy cái đồ bộ là em không khoái. Ai bị đám tiệc còn đồ bộ, ông nói quá sự thật. Có chị Cát Tường ơi. Bây giờ giả tỷ giờ cổ đang ở thành phố, anh ở Cần Thơ này, rồi mình hẹn hò sao? Em thấy muốn đi giờ nào em đi cũng được chứ. À, cũng được, mình làm chủ mà ha, muốn đi giờ nào đi. Mà. Rồi em thích mẫu người bạn trai làm sao? Em thích bạn trai em cỡ 1m7, được trai một xíu, cái đường cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Đám tiệc cũng được như người bản nói vậy đó, chứ đừng có xề xà ghê. Lâu lâu cũng gâu ghi em với mấy người thấy mớn. Nhưng mà em có phải người hay ghen không? Tại vì môi trường của bạn trai em làm massage, nghĩ là chắc là phụ nữ nhiều á. Đúng rồi, mà em ghen lắm. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Quánh ai?
thì dặn lên là bắt cắm hết trơn. Bây giờ em không đương được ai hết trơn. Không, quánh là quánh chồng mình hay là quánh như nhỏ kia? Trời, quánh chồng mình chứ quánh kia nó quánh mình lại sao? Chết. Chết luôn. Chuyện này chết luôn. Nay cái ngày gì tôi gặp chứ... hai cặp khó như trời. Chứ bên kia người ta cũng bị vợ quýnh ghét mà ly dị rồi đó. Bên kia tâm lý, bị tâm lý thôi chứ. Em ơi, dạ. Ghen cái tật ghen ta xấu lắm em ơi, đừng có ghen em ơi. Không, em ghen tâm lý lắm anh, em ghen em thì... nhẹ nhàng lắm. Em quánh đâu phải đùng đùng đâu. Em thấy cái tổng thống Bill Clinton mà ổng có vợ bé mà bà không thuyết phục ổng quay trở về là bà rất là giỏi. Em thấy sao mà để được như vậy mới gọi là quá ok đó. Ủa, hồi đó giờ gì anh chia tay vợ xong rồi anh chưa có người nào hết luôn hả? Có người làm mai mà nói chung là chưa có vừa lòng cho mấy rồi chị dạ. Em thấy không được rồi không ấy. Cái người đó thì sao mà không vừa lòng vậy? Nó cũng hơi không cắt không hơi dữ. Bây giờ mở rào. Kéo rào. Rồi xoay qua đi hai bạn. Em có món nhỏ rồi anh. Cảm ơn. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Anh nắm đồ anh đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yêu anh nhé. Người anh yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Dạ, cảm ơn. Anh tặng cho em một cái bó hoa. Anh tặng cho em một cái bưởi, tại nhà anh cũng có một cái vườn bưởi. Dạ, ăn bưởi nhớ mãi luôn. Cảm ơn anh Linh nhiều nha. Chai nước. Anh nấu hả? Chai nước ở Cần Thơ với một gạo. Bịch gạo Cần Thơ người... gạo trắng nước trong. Ai nghe... đi đến đó lòng không muốn về. Trai vào bỏ xác, gái vào phơi thay. Vậy em có bỏ xác hay là bỏ phơi thay? Gì vậy trời? Trời ghê quá à. Chứ cho kêu bỏ xác mắng này đi. Nhiều quá à. Vô coi giọng cổ nó là hợp luôn á. Giọng em ca giọng cổ cũng hay lắm à. Không sợ. Rồi để đây, để đây. Chạy chưa? Kể chơi đi. Không có sự nè. Tinh thần văn nghệ là chính. Đến đây thì không hát thì cũng bấm nút hẹn hò. Đâu ai lấy thước mà đo dọc mình. Hát trời. Lên cho đôi bạn đôi tình. Hát lên cho chương trình cùng vui. Đúng rồi. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này gió lành hoang đêm mùa đông là ngày ta xung vầy. Có tim hao gầy tình yêu đông đầy. Trả lời chương trình mà phải vũ điệu chứ. Người hát phải vũ điệu chứ sao. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Không là em thì ai để em đưa anh về? Bởi tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chơi. Làm người yêu em nha, bye bye. Rồi múa giỏ sao múa luôn. Nói chung là đánh giỏ thì cầm đánh bút xin thôi. Thử coi, thử vài cái coi, chơi luôn. Thí dụ một đối thủ mình sẽ bước lúc nào cũng phải chịu cái chân chững như này. Quýnh lúc nào cũng phải che cái mặt và cái bụng. Hở bụng đến bụng, hở thân đến đâu mà cầm cái tên. Hở thì mình đánh, hở thì mình đánh. Còn bữa vợ đánh đỡ sao? Vợ đánh. Đúng chưa đánh? Cặp này vui đó. Rồi, bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày nay nha. Em thấy anh như thế nào? Nói chung là ăn mặc chỉnh tề lịch sự thì hợp với ý em. Cũng hài hước, vui tính, cũng thích. Em cao bao nhiêu vậy? Hỏi chi cái nỗi đau của người ta. Thì anh cứ nhấn chìm nỗi đau nãy xuống em, đi. Nãy em nói hô cần một người 1m7 mà giờ anh 7m8 thì nó cao hơn rồi. Em là thật sự em cần người 1m7 cũng chủ yếu là củng cố nội giống thôi. Tại em lùn. Có 1m5 à. Tại gì? Sao nhăn mặt cái ghê vậy? Không đâu, không. Tại anh đèn. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Găng em có thiệt không vậy? Trời ơi, cái gì găng? Giả không à, nguyên hai hàm luôn á. Anh thích găng thiệt. Sao? Giờ găng giả chơi phải không? Tự nhiên mới quen nhau hỏi răng em thiệt không? Trời ơi, chứ gì? Tại thấy răng là biết răng thiệt rồi. Tại thấy răng nó đẹp đẹp. Mới gắn kia đó. Em là người ở biển. Em ở tuốt ở đảo luôn á. Thì sao? Nên cái người ở đó một là nước da đen nè. Hai là răng rất dễ hư.
Rồi cuối cùng là răng giả hay răng thiệt cho người ta yên tâm kìa. Ba cây hay gì? Thành thật dễ sợ không? Cái gì mà nhắn thì răng giả thôi chứ đâu phải chuyện gì cướp bóc gì đâu. Đúng rồi. Khỏi có gì giả nữa không? Không, cái đó là em thiệt là bảo đảm hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong khi ổng nhăn hai cái đôi mắt ổng kìa, 8-9 cái làn xếp, ổng không sợ người ta chê ổng già à. Thiệt tình, để tôi dù dập đàn trai lại coi, bực mình quá. Chê người ta lùng rồi chê người ta giả nữa hả? Sự vả em nãy giờ em tổn thương lắm. Nè cười coi, cười không hề có một nếp nhăn. Cười coi, cười, khỏi cười cũng nhăn. Ở trên đây thì nói chung là có một thời gian một chút xíu thôi. Nó còn xíu bây giờ có tiếng màu đó. Thời gian nhiều mà để tỏ tình với nhau. Thì anh hát cái bài mà lời tỏ tình dễ thương thì anh nghĩ anh cũng là người tỏ tình em dễ thương. Mà sến quá trời. Thì lên đã lên sân khấu rồi, mình chơi cho tới bến luôn. Anh cũng học ghe nhảy gáp mà nhưng ngặt con cái thì đã 20 năm rồi, nó lâu quá rồi nhảy nó không dẻo mà nhưng cho anh chút nha. Có duyên cho nhau nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Em gái có bấm không? Không. Tại sao em không bấm? Có lẽ ảnh khó khăn lắm. Với tính cách ảnh tuy là ngoài mặt thì giỡn vui vẻ, rất là vui tính, nhưng mà em biết là ảnh gia trưởng. Không, anh không khó khăn đâu em. Anh là người dễ chịu. Rồi lý do tại sao anh không bấm? Lùng như bốn cái răng giả hả? Em mong muốn là một kiếm một người vợ thì cao từ 1m6 trở lên. Sao phải chú ý chiều cao hoài vậy? Có cái gì thật đâu sự thì... Tại vì em trong ăn khó lắm em. Thích cái điện ảnh diễn viên. Anh nói với em nghe, anh là cao 1m71 nè. Mà anh nghĩ là gái anh sẽ 1m65 thôi là mừng rồi. Nhưng mà giờ nó mét gần mét